phải nói là quá đẹp, nhưng mà do vận chuyển về nó vỡ anh em nhá. Nhưng mà nó vẫn chạy rất luột luôn, chạy hoàn hảo ngon luôn anh em nhá. Chú bảo ở lại à? Mặt nhôm là vẫn đẹp, 7400, tâm ly giải mã 7.2. Đây là những vết bẩn anh em nha. Còn cái nắp che này còn rất mới luôn nha. Hai cái bên này nó vỡ thì gắn lại đẹp ngay. Đấy, cái này thì không quan trọng bằng cái này thì nứt tí này. Nó nhìn kỹ mới thấy. Nói chung là bán rẻ đi anh em, được mua đồ tốt mà dùng. Hàng chạy ngon lành luôn. Đây, bụi bặm đây, chưa lau chùi đâu.